Chương 10. Steve ơi, cái nhà của mình ở đường 109 đã được trả lại cho người ta rồi, phải không? Thương quá đi. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu vui buồn trong đó. Và đối với tôi không bao giờ có thể quên được bất cứ một chi tiết nào trong nó. Steve không nói. Nhưng tôi biết là sau khi tôi đi rồi, Steve đã phải bắt buộc trả lại cái nhà đó để đi mướn một gian phòng khác. Bởi vì một mình Steve làm sao trả được tiền nhà, tiền điện, tiền nước và bao nhiêu thứ lặt vặt nữa liên hệ tới một cái nhà. Nơi mà tôi đang ngồi viết cho Steve đây là một ngôi nhà lợp bằng lá dừa nước, một thứ cây mọc đầy ở rạch, các bưng, các dũng sình lầy ở miền Nam nước Việt. Vách của nó được trét bằng bùn đất trộn lẫn với rơm khô, kín lắm và cũng đẹp nữa. Chắc chắn là Steve chưa bao giờ thấy những cái vách cát vụn như vậy. Trước hết, người ta lấy tre chẻ ra, gọt hai đầu, lắp vào các cây cột gỗ quanh nhà, rồi lấy lạt buộc lại thành những tấm lưới tre chắc chắn. Sau đó, đất vụn được lấy dưới sông lên, trộn với rơm khô. Bữa ấy, tôi có yêu cầu các bác nông dân pha thêm tí xi măng vào cho chắc. Người ta lấy rơm vụn quấn vào các nẹp của tấm lưới tre cho các mắt lưới được bít kín lại và cuối cùng lấy đít bùn trét lên cho phẳng. Những cái vách khi khô rồi cũng trắng bệt ra, nôm rất đẹp. Ở đây là đồng quê, gió lộng nhiều, nhất là vào buổi chiều, nên làm vách như thế này thì kín và ấm lắm. Bây giờ là buổi sớm mai, tôi ngồi viết trước một chiếc cửa sổ ngó ra đồng. Nắng vừa lên. Phía bên trái là đồng lúa còn con gái. Trước mặt cách tôi chừng trăm thước là một cái rạch sình lầy xanh lá dừa nước. Bên phải là xóm làng với những cái chuồng trâu cao ráo sát ngay rạch dừa nước. Đất viện này nhiều phèn lắm, và nhằm mùa nắng, vấn đề nước uống là một vấn đề gây co. Tuy gần sông, nhưng mà vào mùa nắng thì nước mặn. Ở đây chỉ cách Sài Gòn chừng 10 cây số, nhưng đã yên tĩnh và dễ chịu hơn Sài Gòn nhiều lắm rồi. Tôi về đây từ hồi hôm, dạy học ra muộn, cho nên tới đầu cầu giáp giới của làng thì đã thấy mặt trăng tròn nằm trên đọt cây dừa trên sông rồi. Gió trên cầu mát rượi, tôi đi thong thả vào làng. Ở Việt Nam, những làng như thế này là tương đối có an ninh lắm. Tôi đã vừa ngủ được một đêm thanh tịnh ở vùng quê. Tuy thỉnh thoảng, tiếng súng trong đêm vẫn nghe rõ mồn một. Khu vực mà tôi đang nói cho Steve nghe đây là một thí điểm làm làng của chúng tôi, được khởi sự và tuần lễ sau ngày tôi về tới quê nhà. Chúng tôi gọi nó là làng tự nguyện đầu tiên. Đó là bổ làng mà chúng ta đã bàn bạc nhiều với nhau trong những lúc rảnh rỗi đó, Steve. Bây giờ nó đã trở thành sự thực. 3 tiếng làng tự nguyện gợi cho chúng ta hình ảnh một khu làng mà trong đó dân chúng tự động tổ chức lại nếp sống kinh tế, giáo dục và y tế của họ theo những tiêu chuẩn phát triển cộng đồng. Họ chấm dứt thái độ thụ động, tiêu cực và trông chờ. Phải có những người bạn có óc tổ chức, có kiến thức căn bản về sinh hoạt xã hội nông thôn, sống ngay trong xóm làng, làm chất men cho tinh thần tự nguyện phát khởi. Ở khu làng thí nghiệm này, chúng tôi đã được dân làng chấp nhận như anh em bà con của họ. Cái nhà mà tôi đang ở đây là một cái nhà 4 gian, 3 gian là trường học, 1 gian là trạm y tế. Tất cả đều do các nông dân trong làng tạo dựng với sự có mặt của chúng tôi. Nói cho đáng, chỉ có 2 người con trai là Tâm Quang và Tâm Thái là ở thường trực trong làng, còn tất cả chúng tôi chỉ về thỉnh thoảng để học hỏi và thực tập. Chúng tôi cũng vừa mới mở một địa điểm thực tập khác không xa đây lắm, đó là ấp Thảo Điền. Chắc chắn nếu Steve ở đây thì Steve sẽ thích lắm. Nhưng mà Steve chưa thể qua đây được đâu. Hãy học cho xong chương trình mà em đang theo đuổi đã. Tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề để cho Steve qua đây theo học tại trường Đại học Sài Gòn để tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Nhưng mà sao tôi nghĩ Steve phải học cho xong chương trình ấy đã,
trước khi qua. Vấn đề không giản dị như khi chúng ta bàn với nhau ở nửa ước. Sự có mặt của một người Mỹ như Steve trong nhóm chúng tôi hiện bây giờ chưa có lợi gì cho công việc, và nhận thức của quần chúng về vấn đề cố nhiên là chưa chín chắn gì cả. Steve, tôi về tới phi trường Tân Sơn Nhất vào một buổi trưa nóng bức. Đáng lẽ tôi tới Sài Gòn chậm hơn thế, vì theo lộ trình đã sẵn, máy bay của chúng tôi phải ghé Dòng Cát trước. Nhưng sương mù không cho phép máy bay ghé xuống Dòng Cát, và do đó tôi tới Sài Gòn sớm hơn một tiếng đồng hồ. Khi bánh xe máy bay chạm đất, tôi thấy lòng rung động. Phương Bối chỉ cách đây chưa đầy 200 cây số, 4 giờ đồng hồ xe hơi thì tôi đã có thể trở về. Trở về với miền rừng núi thân thuộc, với chiếc nôi mây êm đềm đã từng che chở cho chúng tôi trong một thời gian bão táp, đã từng ôm đúc và nuôi dưỡng chúng tôi trong bao nhiêu năm tháng rộng dài. Sau một thời gian gần 3 năm trời sống trong một khung cảnh khác hẳn với xã hội Việt Nam, tôi đã trở về và đã được thức tỉnh lại một cách đầy đủ bằng những hình bóng thật quen thuộc, thật giản dị. Dọc theo con đường dài từ phi trường Tân Sơn Nhất về nhà, tôi chứng kiến lại một cách hiện thực tình trạng chậm tiến của xứ sở này. Những dãy nhà còn lụp sụp ngổn ngang, đầy nhóc những người, những bác sa phu còng lưng đạp xích lô, mồ hôi nhễ nhại. Tôi còn nhớ rõ cái lưng áo rách toang của một bác sa phu. Bác này uể oải đạp một chiếc xe cũ kỹ không có khách. Chắc chắn là bác đã ngồi trên yên quá lâu nên hai mông của bác đã đau và mỏi. Bác đang ngồi trên một bên mông để cho bên mông kia được thông thả, và do đó bác chỉ đạp xe bằng có một chân trái. Thỉnh thoảng bác thay sang bên kia và đạp xe bằng chân này, cho đến khi nào có khách gọi, bác mới phanh lại và ngồi ngay ngắn để đưa khách. Tôi trông thấy bọn trẻ con ở trần và chạy chơi chân đất trên hè phố. Tôi trông thấy như đống rác, những xe nước mía, những chiếc xe gắn máy vừa chạy vừa rú lên như những con vật dữ bị thương. Thành phố Sài Gòn đây rồi. Thành phố Sài Gòn lấm tấm, mang thêm một cách vụng về những nhà lầu, những căn phố có đường nét và màu sắc Mỹ. Dân nông thôn đổ xô lên Sài Gòn quá nhiều. Chắc chắn là vùng quê ít chỗ có được an ninh. Những hình ảnh đó khiến tôi nao nao. Việt Nam đang ở trong một giai đoạn lịch sử quyết liệt. Không biết chúng tôi có thể làm được gì để đóng góp vào cho cái hướng đi mới của một dân tộc vừa thoát khỏi một chế độ độc tài hay không? Steve, ngay tối hôm đó, tôi đã phải nghe nhiều chuyện buồn rồi. Ngồi ở chùa Trúc Lâm với mấy mươi người bạn trẻ tuổi, tôi đã lắng tai nghe những câu chuyện không lấy gì làm vui lắm ấy. Những người quân nhân đã không biết cách nắm lấy cơ hội và khí thế dâng lên của quần chúng để tạo một sức mạnh đi tới. Những người tăng sĩ Phật giáo choáng ngợp bởi thái độ khâm phục và mến chuộng của quần chúng đối với đạo Phật đã trở nên tự thị, tự mãn, đáng ghét. Thật là một hiểm họa cho đạo Phật. Một cuộc pháp nạn thứ hai đang khởi đầu mà ít ai hay biết đến. Người trí thức, người thanh niên, sau khi khám phá ra tiềm lực đạo Phật trong quần chúng, đã tìm tới cho những vị tăng sĩ và đã thất vọng. Một số đông đảo những người có tham vọng, những người theo cơ hội chủ nghĩa, đã đến tràn ngập tự diện và bao quanh những nhà lãnh đạo Phật giáo. Sự có mặt của họ xung quanh các thầy đã khiến người trí thức và những người có lòng đặt những câu hỏi. Rồi thì Phật giáo, chính Phật giáo, trong cơ hội ngàn năm một thuở của nó, cũng không biết tìm cách để tự phát triển và đóng góp phần mình vào cho sự tạo nên một nẻo thoát cho tình trạng đã từng bế tắc trong gần 20 năm qua. Tôi đã ngồi nghe họ rất lâu, Steve. Rồi tôi an ủi họ: chúng ta đừng thất vọng, chúng ta sẽ đóng góp phần của chúng ta. Sức chúng ta bé nhỏ, nhưng lòng của chúng ta không bé nhỏ. Hãy tự biến lòng mình thành một chút men để làm dậy lần lần khối bột to lớn. Chúng tôi đã thức trọn đêm đó, chia sẻ với nhau những lo âu, những hy vọng. Những ngày ở lại Paris, tôi đã phải đầu tắt mặt tối với các bạn bên ấy. Tiếp đó
là một chuyến đi mệt nhọc và một đêm thức trọn. Tôi mệt mỏi và đã ngủ suốt buổi sáng kế tiếp. Đến 11 giờ trưa, tôi mới dậy để ăn điểm tâm do Toàn sửa soạn. Steen. Chiều ngày hôm ấy, tôi đi thăm những gốc cây, những bụi tre của chùa Trúc Lâm và nghe Toàn kể chuyện sen hái đầu mùa và những hoạt động của các bạn trẻ trong thời tôi vắng mặt. Buổi tối ấy lại có một cuộc họp mặt thứ hai, và trong cuộc họp mặt này chúng tôi đã tìm ra được một vài nguyên tắc để làm việc. Sáng hôm sau, tôi một mình tìm về Phương Bối, mang theo một cái xác nhỏ. Tôi tìm một chiếc xe Minh Trung ở bến xe đường Bê Trúc Ký và thoải mái thoát khỏi Sài Gòn. Những cánh rừng, những vườn cao su và những cánh rừng khác nữa, rồi đình quán, rồi núi, rồi đèo, và cuối cùng rừng Sudan Blue hiện rõ trước mặt Đại Lão Sơn. Đại Lão Sơn quen thuộc đã tới gần. Tôi bảo xe ngừng ở cây số 190 và ung dung xách túi leo lên ngọn đồi bên trái. Qua đường điền Đại Hà, tôi ghé vào. Không có ai ở nhà cả. Đồn điền có vẻ hoang vắng. Chắc gia đình bác Đại Hà đã dọn về tỉnh lỵ ở để có nhiều an ninh hơn. Tuy nhiên, khi bước về phía sau, tôi thấy qua cửa sổ của nhà bếp một nồi cơm nguội và một vài thứ chén bát để ngổn ngang. Chắc là bác Đại Hà để lại một vài người làm công để coi sóc nhà cửa và giường tược. Những người này có lẽ là đang ở ngoài giường. Tôi đưa tay lên miệng hú vài tiếng, nhưng không có ai trả lời cả. Tôi xách túi, tiếp tục leo qua chiếc đồi thứ hai, lao lách choáng cả đường đi. Con đường quen thuộc ngày xưa có vẻ hoang vắng lạ thường. Rừng có vẻ huyền bí hơn và nguy hiểm hơn. Vượt khỏi khu rừng tranh, tôi bắt đầu trèo lên cái dốc cao nhất. Cầu Mai đã xuất hiện nơi cửa rừng. Vài thân cây bắc ngang qua cầu đã gãy đổ. Tôi phải bước cẩn thận. Lạ quá, tôi dần ngay ra con đường từ cầu Mai lên Hiền Duyệt Thất. Con đường vẫn đẹp, vẫn quyến rũ, vẫn đầy đủ phong độ như cách đây 3-4 năm trời. Có dấu tích của sự phát dọn. Ai đã lên đây trong những ngày như thế này nhỉ? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Nhưng kìa, tôi đã đi đến chỗ rẽ vào lối Thiền Duyệt Thất. Tôi nhìn lên Thiền Duyệt Thất và tôi sửng sốt. Một người đang đứng ở cạnh Thiền Duyệt Thất, tay cầm một cái xà gạt, nhìn xuống phía tôi. Steve biết đó là ai không? Trời ơi, chính Nguyên Hưng. Nguyên Hưng bằng xương bằng thịt. Vừa lúc đó thì Nguyên Hưng cũng kịp nhận ra tôi. Chúng tôi gọi tên nhau. Tôi chạy lên và Nguyên Hưng cũng bỏ xà gạt chạy xuống. Chúng tôi gặp nhau ở giữa sườn đồi, trên con đường dốc lên Thất Thiện Duyệt. Tôi hỏi Nguyên Hưng, sao Nguyên Hưng lại ở đây? Thì ra cái lúc tôi mới về Sài Gòn, Nguyên Hưng đang ở Đà Lạt. Nghe tin tôi về, Nguyên Hưng không xuống Sài Gòn mà lại tìm tới Phương Bối, vì biết rằng thế nào tôi cũng phải tìm đến Phương Bối. Mà quả thật Nguyên Hưng đang nghĩ đúng. Dù ai nói đông nói tây, tôi vẫn bất chấp những sự nguy hiểm và đã tìm về Phương Bối. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc gặp lý thú. Tuy đã hẹn gặp, nhưng kỳ thật, thật đã là một sự bất ngờ đối với tôi. Nguyên Hưng đã nói gì với tôi, Steve có biết không? Nguyên Hưng bảo rằng, từ hôm qua khi về tới Phương Bối, Nguyên Hưng đã tự tay phát dọn con đường từ cầu Mai lên Phương Bối, cả xung quanh ngôi nhà Phương Bối và thuyền Diệt Hết nữa. Nguyên Hưng bảo nếu không làm như thế thì Phương Bối sẽ điêu tàn quá và sẽ gây xúc động cho tôi lúc tôi trở về. Hảo ý của Nguyên Hưng tôi trông thấy rất rõ. Chính trong giờ phút tôi tới Phương Bối, Nguyên Hưng còn đang phát dọn xung quanh Thiền Duyệt Thất. Nhà thượng đã bị cháy rụi trong một tai nạn gây nên do việc đốt rừng không cẩn thận của người thường. Leo lên đỉnh đồi thượng, tôi nhìn đống than và những cái xác cột nám đen nằm ngổn ngang trước mặt với một niềm cảm thương. Than kia là di tích của chiếc nhà thượng xinh đẹp ngày xưa,
nơi chúng tôi đã trải qua bao nhiêu giờ phút êm đềm, ấm áp. Hòa bình, chúng ta sẽ làm lại nhà thường. Tôi nói với Nguyên Hưng như thế, sau một hồi trầm ngâm, bằng một giọng quả quyết. Nguyên Hưng có lẽ cũng được an ủi bằng câu nói đó, cho nên gật đầu vui vẻ. Chúng tôi xuống đồi, đi thăm mọi nơi. Thật ra Phương Bối rất có lòng. Ngày tôi về, khóm hồng phía trước còn nở cho ba chiếc hoa đỏ chói. Cây mimosa gốc nhà đã lớn và rất xanh tốt. Mấy gốc thông tôi trồng ngày xưa cũng rất xanh và đã lên cao. Chúng tôi đi dần về phía rừng Tham Thiền. Tấm bảng có những chữ Đài Lão Sơn Phương Bối An ở phía trước vẫn còn nguyên vẹn. Nét chữ vẫn rõ ràng, xương kín. Nước sơn tốt quá, đã 5-6 năm rồi chưa tróc. Tôi cúi nhặt một trái thông và thấy phảng phất hương của hoa chiều. Chúng tôi tìm được bụi hoa, bước một ôm những cành hoa có bông trắng xóa và đem lên cúng Phật. Bàn Phật của chúng tôi tang thương quá, lâu ngày không có ai dọn dẹp, bụi đất và lá khô phủ đầy. Chúng tôi bẻ một ít cành cây quét dọn cho sạch sẽ và dâng hoa dưới chân tượng Phật mà nét thủy mạc đã gần phai mờ. Phương Bối An đã để trống lâu nay và tất cả các cửa đều mở để cho những kẻ tò mò ghé qua đây khỏi phải mất công phá cửa bẻ khóa. Chúng tôi ngồi yên lặng giờ lâu trên gác, tham thiền trong tư thế cầu nguyện. Rồi chúng tôi trở ra, khép nhẹ cánh cửa. Thời toàn thịnh Phương Bối đã qua rồi. Còn đâu những đêm giao thừa với đống lửa vĩ đại trên đỉnh đồi thượng? Còn đâu những ngày thám hiểm núi rừng mà người nào người nấy nay nịch gọn ghẻ như sắp ra trận mạc? Còn đâu những buổi bình dân sang sảng ở nhà thường, những cuộc đàm thoại đầy hứng thú về những vấn đề tâm linh và xã hội? Chúng tôi trở nên yên lặng hơn sau giờ phút tĩnh tâm cúng Phật. Trên hồ nước, trên vách tường, tôi đọc những câu biểu ngữ viết bằng than đen, những câu biểu ngữ chống đối nhau của cả hai bên. Nguyên Hưng cho biết rằng có một hôm họ bắn nhau dữ dội tại cầu Mai, những xác chết gần cầu Mai, rồi những cuộc hành quân kế tiếp. Chính sau biến cố đó, Bác Đại Hà đã di cư về tỉnh Lỵ, chỉ còn ở lại trong ấp chiến lược bên kia trũng. Một số các gia đình rất nghèo phải bám lấy mảnh đất đã khai thác. Nhà Phương Bối sơ sát và hoang lạnh. Các tủ sách của chúng tôi đã được chở về Đại Hà từ lâu. Những bàn ghế và vật dụng khác đều cũng được chuyển về Đại Hà. Có nhiều nhóm đã vào đốt củi thức đêm trong các phòng. Thôi nhé, Tuy. Thôi đừng ấp ủ cái mộng về Phương Bối sống với chúng tôi nữa nhé. Đúng là thời thịnh vượng của Phương Bối đã qua rồi. Phương Bối giờ đây thương tích đầy mình, bây giờ đầy tuổi thân và cô độc. Những buổi sáng sương mù, những buổi chiều trong vắt, Phương Bối một mình hoang vắng như một cái tổ chim xác sơ. Những con chim đã bay đi cả rồi. Những con chim tuy có ước mong trở lại, nhưng mưa gió không cho chúng trở lại. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau bên hồ nước cho đến chiều. Phương Bối thật êm ả, dù trong lòng chúng tôi có hơi lo. Nguyên Hưng rủ tôi trở lại Đại Hà trước khi chiều xuống. Chúng tôi chia nhau mấy cái bánh bột nếp mà tôi mang theo trong túi sách, vừa đi xuống đồi vừa ăn. Chúng tôi tìm về Bảo Lộc bằng xe lam và ngủ lại đêm ở đó để sáng sớm trở về Sài Gòn. Tuy ơi, mấy tháng sau đó vì nhớ Phương Bối quá cho nên chúng tôi lại tìm lên núi Đại Lão. Lần này chúng tôi lên đông có tới 10 người. Chúng tôi đều bị một toán lính dây bắt. Sau mấy giờ đồng hồ, chúng tôi được thả. Và từ đó, chúng tôi không lên thăm Phương Bối được nữa. Ngồi đây viết cho Tri, tôi biết rằng Phương Bối đã âm thầm và cố gắng chịu đựng. Cũng như biết bao nhiêu làng mạc, bao nhiêu núi sông đã âm thầm và cố gắng chịu đựng. Cuộc chiến càng ngày càng trở nên ác liệt và không ai không mong ước cho nó chấm dứt càng sớm càng hay.
Chiến tranh gây thương tích khắp nơi trên đất nước và cũng gây thương tích trong lòng mỗi chúng tôi. Hình ảnh của Phương Bối trong lòng chúng tôi cũng là hình ảnh của một vết thương, đúng là một vết thương. Tôi sẽ ở lại đây cho đến hết ngày. Sư, hôm nay Chủ nhật, trường học đóng cửa. Môi trường của chúng tôi tên là Chim Sơn Ca, và trạm y tế gọi là trạm tình thương. Lát nữa tôi sẽ vào trong sớm để tìm hiểu thêm về đất cát ở đây. Buổi chiều thế nào cũng có một số các bạn trẻ về làm việc và nghiên cứu. Chúng tôi để khá nhiều công phu vào việc nghiên cứu và thực hiện cải tiến sinh hoạt của những khu làng thí nghiệm này. Chúng tôi phải tìm ra cho được những phương thức hữu hiệu để thực hiện công cuộc cải tiến sinh hoạt nông thôn. Tương lai đất nước chúng tôi tùy thuộc rất nhiều ở những nỗ lực hiện tại để cải tiến xã hội nông thôn. Chủ quyền và độc lập của xứ sở chúng tôi, như Steve đã biết, chỉ có thể đảm bảo khi nào chúng tôi có thể đứng vững trên hai chân của chúng tôi. Như vậy có nghĩa là chúng tôi phải tiến tới một nền kinh tế độc lập và vững chãi. Nếu Steve ở đây, Steve sẽ nhận thấy rằng xứ sở của chúng tôi không nghèo. Xứ sở chúng tôi có nhiều tài nguyên chưa khai thác được. Đi thăm miền đồng bằng rồi lên thăm miền cao nguyên, thì sẽ thấy điều đó là đúng. Chúng tôi phải cải tiến nông nghiệp, nhất định phải đặt nhiều, rất nhiều cố gắng ở công cuộc cải tiến nông nghiệp. Bởi vì nền kỹ nghệ mới bắt đầu phát triển của chúng tôi đang cần đến sự phát triển nông nghiệp. Nông dân cần cung cấp nguyên liệu cho các ngành kỹ nghệ và cũng cần tiêu thụ những sản phẩm của các ngành kỹ nghệ ấy một cách rộng rãi. Có như thế, các ngành kỹ nghệ mới được nuôi dưỡng và phát triển trong những bước đầu còn non yếu của mình, và quốc gia mới khỏi phải tốn một số ngoại tệ nhập cảng những hóa phẩm để thêm vốn đầu tư vào các ngành kỹ nghệ đang cần được phát triển. Như thế, nông nghiệp cần được hướng dẫn để tự cải tiến về phương diện kỹ thuật lẫn thị trường, mà sự cải tiến nông nghiệp lại có liên hệ mật thiết đến những vấn đề y tế, giáo dục và tổ chức. Cho nên một cuộc cải tiến toàn diện cần được thực hiện trên ý thức cộng tác của toàn dân. Thì cũng biết rằng trong hàng chục năm qua, người dân đã nghe quá nhiều những hứa hẹn cải tiến xã hội, nhưng nếp sống cơ cực vẫn hoàn cơ cực. Thêm vào đó, chiến tranh làm cho ruộng vườn hư nát, làm cho cơ nghiệp sụp đổ, làm cho an ninh bị đe dọa, nền tảng kinh tế càng ngày càng lung lay. Viện trợ của Hoa Kỳ đủ sức giữ cho nền kinh tế ấy không sụp đổ, nhưng viện trợ ấy càng ngày càng làm cho Việt Nam phải bám víu vào Hoa Kỳ hơn lên. Chiến tranh đã phá hủy nhiều thứ và không để cho Việt Nam gượng lại đứng vững trên hai chân kinh tế của mình. Thì hẳn có nhớ những lúc chúng ta bàn luận về vấn đề cảm thông giữa người Á Đông và Tây Phương. Chính tôi lắm khi cũng cảm thấy khó khăn khi dùng những phương tiện diễn đạt ý tưởng và tình cảm với Steve. Người Pháp đã ở với người Việt gần 100 năm, đã có trường École Française d'Extrême Orient, đã tìm hiểu tông chi, tính tình người Việt, thế mà vẫn không hiểu được người Việt mấy tí. Thế thì người Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn làm sao làm hơn được? Cứ tin vào thống kê, cứ tin vào dự án, cứ tin vào phương pháp toán học quá. Những thứ đó áp dụng ở cái xứ này không thành công. Hoặc chưa thành công đâu, Steve. Tôi về làng, làm việc tại làng lâu rồi, tôi biết. Phương pháp làm việc ở đây chắc chắn phải là những phương pháp khác hẳn với những điều ta học được ở một đại học đường ở Tây Phương. Cho nên giấy tờ, thống kê, dự án đã có thể, trong rất nhiều trường hợp, là những mảnh giấy giúp người ta hợp thức quá cách tiêu tiền bất hợp pháp. Các ông bộ trưởng, các ông giám đốc, cho đến những nhân viên thừa hành của một cái chính quyền chỉ lo kiếm tiền, đều đã làm như thế, và đã khinh thường đến nỗi có một vài khi đổ vỡ và bại lộ. Tôi xấu hổ về một số những người đồng bào tôi khi tôi kể cho Steve nghe điều đó. Nhưng mà tôi phải kể,
bởi vì tôi phải giải nghĩa cho Ti nghe tại sao lại phải bắt đầu trở lại các công việc mà chính quyền này đã hô hào và đã bắt đầu nhiều năm về trước. Người dân quê đã bị đánh lừa nhiều lần, khiến họ không còn tin tưởng ở một lời hứa hẹn đường mật nào nữa. Họ đã bị lợi dụng, và họ đã sợ hãi phần đông những người cán bộ mà họ tiếp nhận từ trung ương. Những người này thực ra chỉ vì một số lương bổng mà trở thành chiến sĩ xã hội. Họ ăn mặc chững chạc, về nông thôn hoặc các ấp chiến lược, và ở lại đó mấy giờ rồi rút lui. Trong khi ở lại, họ chẳng làm được việc gì đáng kể. Họ chỉ tuyên quyền qua loa cho chính quyền, và vì được đào tạo cấp bách non nớt, không hiểu được tâm lý quần chúng, không có tâm niệm phụng sự, họ đói và làm những điều phật ý nông dân. Họ hông hách khó chịu, họ đi nghênh ngang, dùng súng để bắn chim, để dọa nạt và cũng để dân chúng sợ giật nảy mình. Thế rồi họ rút lui, để lại ấn tượng không tốt trong lòng thôn giả. Họ rút lui vì họ đâu dám ở đêm ở những vùng nông thôn. Mấy ông cán bộ phía trong thì khôn ngoan hơn nhiều. Họ ăn mặc đồ đen giống y hệt nông dân. Họ tam cùng với nông dân khi họ về một nhà địa phương nào đó. Họ có thể ẵm con, quét tước, rửa bát hay ra đồng gặt lúa với nông dân. Tối đến họ ngủ lại và chuyện trò. Những cán bộ nhân dị làm sao ăn đứt được họ, hả Steve? Đó là một trong những nguyên do cho ta thấy rằng tại sao chính quyền ông Ngô Đình Diệm càng ngày càng bị thua lực lượng mặt trận giải phóng. Những cán bộ nhân dị làm sao ăn đứt được họ, hả Steve? Chắc Steve đã nghe nói đến nhiều lần về những ấp chiến lược. Những ông cố vấn từ Hoa Kỳ sang xem bộ tin tưởng ở chúng lắm. Nhưng mà những ấp chiến lược chỉ đẹp đẽ và hữu hiệu trong lý thuyết. Trên thực tế, chúng hư nát hết. Lý do là người ta đã xây dựng chúng bằng tiền bạc và bạo lực. Người Mỹ đã tin tưởng quá ở bản lực của đồng tiền, và chính phủ của ông Diệm đã tin tưởng quá ở sức mạnh của bạo lực. Thành trì của những ấp chiến lược không được xây dựng bằng tự nguyện và bằng cộng tác, đã tan rã như những cánh bèo. Thì nên biết rằng ấp chiến lược lập ra trên lý thuyết là để tập trung dân chúng lại thành từng vùng có kiểm soát, có phòng thủ để ngăn ngừa sự xâm nhập và tác động của những người bên kia. Những vùng nào khả nghi thì bị giải tỏa trước, có những vùng được giải tỏa một cách đột ngột để dân chúng không thể đem ra theo bất cứ một tài liệu nào. Một buổi sáng nào đó, người ta đến gọi tất cả dân chúng, già trẻ trai gái, ra hết ngoài khu vực ấp chiến lược. Trong đó họ sẽ có đất cất nhà mới, vật liệu cất nhà mới để trồng trọt và luôn cả tiền bạc để sinh sống cho đến lúc có thể tự túc được. Rồi người ta phóng hỏa đốt trọn khu ấy. Đốt như thế để mà tiêu hủy tất cả những thứ nguy hiểm mà người ta nghĩ là có thể có rất nhiều trong khu xóm. Dân đau xót và phẫn uất. Tuy phải biết, nhà nào cũng có những kỷ niệm tuy đơn sơ nhưng rất thân thiết. Như cái bát hương, cái bài vị, mồ mả của người thân, hoặc những tờ di chúc hay kỷ niệm vui buồn khác. Tiền bạc đâu có thể thay thế cho những thứ ấy. Họ thất hiểu ra đi tới khu đất mới, và ở đó họ được hướng dẫn bởi những người cán bộ chính quyền để làm lại cuộc đời. Họ nhận đôi chút tiền bạc và sống nhục nhã với sự hống hách của bạo lực. Mà nào họ đã được yên thân trong ấp chiến lược, những người bên kia mà bên này gọi là kiệt cộng đâu có gì thế mà bị gạt ra ngoài. Họ có mang cái huy hiệu hay cái đồng phục nào đâu để cho chúng ta nhận ra họ. Thế là họ cũng vào ấp sống lẫn lộn, và một buổi sáng nào đó người ta có thể thấy trong phòng họp của ấp một trái mìn là bằng gỗ thôi, một trái mìn giả có mang dấu hiệu diệt cộng. Thế là cái hàng rào kẽm gai chung quanh ấp trở thành vô nghĩa. Trái mìn kia nói thay cho một lời dọa đạt: có chúng tôi đây, các anh liệu hồn.
Giả sử cái mìn này là mìn thật thì các anh nghĩ sao? Vậy là tinh thần phòng thủ của ấp đã lung lay. Một trận giặc mà không có trận tuyến như thế, làm sao có thể đánh bằng súng đạn không mà được? Ấp chiến lược, như Steve thấy, nhắm tới vào mục tiêu quân sự và chính trị, chứ không nhắm tới vào mục tiêu xã hội. Chính vì thế mà những tuyên truyền về cách mạng xã hội không được ai nghe theo. Chúng tôi thấy rõ điều đó và đã quyết định với nhau rằng một phong trào dựng lại xứ sở cần được đặt trên một căn bản hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi muốn mở một mặt trận chống lại nghèo đói, ngu dốt, bệnh tật và vô tổ chức. Chúng tôi hiện có 2 làng thí điểm tại miền Nam, 2 làng tại miền Trung, 1 tại Khánh Hòa, 1 tại Thừa Thiên. Chúng tôi trong thời gian đầu cũng bị người dân nhìn với những cặp mắt lạnh lùng. Thái độ họ là thái độ khép kín, nghi ngờ. Dù anh tuyên truyền gì cũng vô ích, họ lạnh và cứng như một tảng thép nguội. Đó là hậu quả của những công trình cách mạng xã hội đi trước. Chúng tôi hết sức kiên nhẫn, khiêm cung và cẩn trọng. Sau một thời gian, thái độ đó thay đổi. Đến lúc mà họ nở một nụ cười dồn dã, mình thấy ấm áp cả tâm hồn. Họ trở thành cởi mở, sốt sắng. Họ hưởng ứng và tham dự vào các dự án một cách chân thành. Họ được chấp nhận. Mình thấy như con đường đi tới thành công được rút ngắn lại còn 1%. Mà Steer, chính lúc cộng tác với họ để thực hiện các dự án cải tiến sinh hoạt, ta mới thấy được khả năng và tiềm lực của xã hội nông thôn trong công cuộc tạo dựng một đời sống tiến bộ. Xã hội chúng tôi đã bị phân hóa quá, bởi vì chiến tranh đã tàn phá đức tin, tàn phá hy vọng, tàn phá mọi chương trình kiến thiết lâu dài. Ngày nay, quần chúng trở nên nghi ngờ mọi thiện chí, mọi hứa hẹn. Chúng tôi nhận thấy, ngoài chất liệu tôn giáo, không còn có chất liệu nào có thể tạo dựng được đoàn kết tính và xã hội tính. Cho nên phải sử dụng cho được tiềm lực tôn giáo để thực hiện những sự chuyển đổi lớn. Đạo Phật có thể đóng góp nhiều vào công việc này, nhưng mà chưa thể nương tựa vào những người có trách nhiệm lãnh đạo các giáo hội đâu. Họ còn bảo thủ tư kiến nhiều quá và khó chuyển hóa quá. Dự án tôi đề nghị với Diện Hóa Đạo về kế hoạch xã hội hóa Đạo Phật đã không được chú ý. Hiện giờ nó vẫn còn nằm trong hồ sơ của Diện Hóa Đạo. Chúng tôi phải bắt đầu từ chỗ tự lực để tranh thủ một sự chấp nhận sau này của quần chúng và giáo hội nữa. Của quần chúng trước, đó là điều dĩ nhiên. Ở Âu Châu và Hiệp Trung Quốc, hiện tượng đó cũng không lạ gì. Chúng tôi đã làm xong dự án về một tổ chức đào tạo những làng tự nguyện. Những người này sẽ được huấn luyện kỹ lưỡng, có đủ kiến thức về xã hội, về tôn giáo và nhất là về phương pháp thực hiện các dự án chống nghèo đói, bệnh tật, ngu dốt và vô tổ chức. Họ sẽ hành động không vì lương bổng, quyền hành, mà vì tình thương, ý thức trách nhiệm và ý thức tự nguyện. Họ sẽ là những người thanh niên cũng như Steve, cũng như Nguyên Hưng vậy, có đức tin, có chí nguyện, biết khinh thường nếp sống trưởng giả và cầu an, biết tìm hạnh phúc trong phụng sự. Chỉ với chất liệu tâm lý do chí nguyện đó, họ mới có thể thành công. Mà những người trai trẻ như thế thì không hiếm ở đất nước này đâu. Tôi dám chắc với Steve có hàng vàng hay hàng chục vàng. Tôi đã gần gũi họ trong những ngày gần đây và đã thấy mắt họ sáng lên trong niềm tin mới. Chỉ trong mấy tháng nữa, chúng tôi khai giảng trường thanh niên phụng sự xã hội. Và ngôi trường này sẽ là một trường chuyên nghiệp thống thuộc một viện đại học trẻ trung vừa mới thành lập. Ban giảng quốc của trường gồm toàn những người trẻ tuổi. Tất cả đều náo nức về công việc sắp thực hiện. Chúng tôi không có tiền bạc, nhưng chúng tôi đã có kế hoạch và rất nhiều thiện chí. Steve có nghe không? Chương 11. Steve, tôi xúc động quá khi nghe tin Sebu tiên sinh qua đời. Điện tính của Steve khiến tôi bàng hoàng. Tôi không ngờ chúng ta lại mất người bạn thân đó một cách dễ dàng đến thế.
hôm rời nữ ước, vì vội vàng quá, tôi chỉ nói được lời từ giã với Anton qua điện thoại. Anton ân cần dặn tôi, nếu công việc xong xuôi thì trở qua lại để lo thực hiện những điều chúng tôi đã bàn tính với nhau nhiều lần. Tôi đã nói cho Steve nghe về dự định đó, dự định mà Steve không tán thành cho lắm ấy. Đó là việc tôi ở lại để cộng tác với các bạn mở một phân ban về văn minh và ngôn ngữ Việt Nam. Tôi cũng ưa việc làm ấy lắm, bởi vì đó cũng là một cách làm việc cho xứ sở tôi. Đã có những phân ban về Nhật Bản, Trung Hoa và Triều Tiên, nhưng về Việt Nam thì chưa có gì. Mà Việt Nam thì hiện giờ đang là một đối tượng nghiên cứu, một vấn đề nóng bỏng. Tôi nhớ lại ánh mắt ngời sáng và thái độ sốt sắng của Anton khi bàn tính về dự án ấy. Nhưng bây giờ thì hết rồi, bởi vì Anton đã không còn, và chúng tôi mất một cây cột chống quan trọng. Steve biết đấy, Anton đã học ở trường Đông Phương Ngữ ở Ba Lê và đọc được tiếng Việt. Tôi đã yêu cái vẻ trẻ con dung dị của Anton nhiều quá. Ngồi đây viết cho Steve, tôi còn hình dung được toàn thể con người của Anton một cách rõ rệt. Anton mất đi, để lại bao công trình dang dở. Tôi biết Anton còn có bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu bản thảo. Không biết bạn nào sẽ lo liệu về tất cả những thứ đó, hoặc để giữ gìn, hoặc để công bố. Những ngày cuối tháng December, Anton đã khuyên tôi nên ở lại. Anton nói rằng thời thế Sài Gòn chưa dung được tôi đâu. Tôi đã lưỡng lự rất nhiều, nhưng cuối cùng tiếng gọi của Phương Bối, của Nguyên Hưng và của cả các bạn trẻ bên này đã thắng. Thật ra tôi không lo lắng cho bệnh tình của Anton, bởi vì sau ngày giải phẫu, Anton vẫn có thể đàm luận cùng tôi với một sự nhiệt thành ít thấy. Tôi phải ngăn không cho Anton nói nhiều. Chính Anton mượn tôi cuốn Việt Nam Cổ Văn Học Sử của Nguyễn Đổng Chi vào dịp ấy. Hôm nói lời từ giã bằng điện thoại, tôi có hứa vài năm nữa tôi qua lại. Thế nhưng người bạn của chúng tôi hôm nay đã thành người thiên cổ rồi. Tôi biết Steve yêu Anton lắm, và các bạn của Steve cũng vậy. Hôm Anton vào nhà thương để giải phẫu, có tới gần 10 cô cậu tình nguyện hiến máu cho giáo sư của mình. Có phải như thế không? Mùa xuân đã sắp đến bên ấy rồi, tại sao Anton lại vội vàng không đợi nụ hoa đầu hé cánh? Có lẽ mùa đông đã dài quá. Trong năm qua, biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra cho chúng ta. Tôi nghĩ đến Steve và có thể tưởng tượng được nét mặt của cậu sáng hôm qua lúc nhận điện thoại của người nhà Cebu báo tin Anton mất. Cuộc giải phẫu như thế đã không thành công. Chắc tất cả mọi người trong phân khoa đều bàng hoàng vì tin ấy. Thế nào Miriam cũng viết cho tôi, tuy giáo sư Cebu mất, tôi vẫn tin rằng Steve sẽ tiếp tục đi theo con đường đã vạch. Steve hãy tiếp tục học Phạn ngữ và Hán ngữ đi. Có ngày chúng ta sẽ làm việc chung như Steve đã ước muốn. Tôi không muốn cậu nản chí vì thiếu người nương tựa. Dù sao thì tôi cũng vẫn còn đây, và tôi hứa sẽ viết đều cho Steve. Tôi muốn hỏi Steve một việc. Lâu nay cậu ăn ở đâu? Ai nấu cho mà ăn? Bên này thỉnh thoảng tôi vẫn tự nấu bếp lấy đấy. Thỉnh thoảng mà thôi, bởi vì chúng tôi bận rộn quá đi mất. Nguyên Hưng và tôi bây giờ ở chung và ăn chung với nhau. Nguyên Hưng nấu bếp cũng tài. Và có Nguyên Hưng, bỗng nhiên tôi sinh ra ỷ lại và làm biến nữa Stia. Điều đó tôi biết, mà tôi cứ để mặc kệ cho nó xảy ra. Chừng nào Nguyên Hưng nhăn mặt, chừng ấy hãy hay, có phải không? Nguyên Hưng bây giờ thành người lớn thật sự rồi, nhưng mà vẫn còn bông đùa như hồi còn bé. Thực ra nếu không có tiếng cười nói và bông đùa đó trong những giờ nghỉ ngơi và giải trí, có lẽ chúng tôi sẽ thấy thiếu thốn lắm. Steve không biết điều kiện làm việc ở đây khó khăn đến mức nào đâu. Một vài con chim Phương Bối ngày xưa
đã quy tụ về đây và làm việc với nhau, sinh hoạt với nhau. Chúng tôi hiện có Hưng, có Phú, có Mẫn, và tôi nữa là Bốn. Lý cũng ở gần chúng tôi, nhưng mà Lý bận rộn lắm, lo một tờ nhật báo thì còn thì giờ đâu để mà làm những việc khác nữa. Cái ông chủ báo này vẫn mặc đồ bà ba, nó giống như bộ đồ tôi mặc trong nhà ấy, màu đen hay màu nâu như thời ở Phương Bối. Thỉnh thoảng Lý tạt vào thăm chúng tôi, để hút chưa cháy xong nửa điếu thuốc thì đã vội vã từ biệt. Tờ báo của Lý đã bị đóng cửa một tuần rồi, mà Lý vẫn còn cứng đầu cứng cổ như thường. Trong cái không khí chính trị này, chắc tờ báo chẳng sống được lâu đâu. Tuy nhiên, hình như tờ báo có độc giả. Thỉnh thoảng, Lý hỏi tôi có nghèo lắm không? Tôi nói, nghèo lắm thì cũng chưa phải là nghèo. Nghèo mấy thì cũng còn có ánh trăng bên cửa sổ khi điện thành phố bị cướp. Đó là nói theo kiểu thơ hài cú của thi sĩ Ba Tiếu. Lý cười ha hả và móc túi đưa cho tôi 500-700 đồng, nói rằng trả tiền cái chuyện ngắn đã đăng trên báo của Lý. Tôi không nhớ là Lý đã đăng chuyện gì của tôi, nhưng mà tôi cứ nhận tiền của Lý như thường. Để tôi nói cho Ti nghe về chỗ ở của chúng tôi. Chúng tôi hiện ở tạm nơi Đại học Vạn Hạnh. Cái đại học có cái đặc biệt là trong một vùng nghèo bùn lầy nước động của thành phố Sài Gòn, 2,5 triệu dân. Cái thành phố mà có người gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông ấy. Đại học Vạn Hạnh đang còn mới lắm, chưa có cơ sở gì nên phải mượn tạm một số những ngôi chùa trong đô thành. Phòng của tôi nằm trên từng gác của cư xá chùa Pháp Hội, trung tâm của Vạn Hạnh. Thật là một cái trường đại học kỳ lạ, bởi vì nó không có cái vẻ oai vệ của một trường đại học tiếng nào cả. Trời mưa, anh phải lội qua mấy vũng nước mới tới được đại học. Và hai bên đường anh đi, bà con trong xóm nghèo họp chợ, bán đủ các thứ, từ cá khô, cá tươi, cho đến khoai lang, rau muống. Cái chỗ ông viện trưởng ở và làm việc chỉ vỏn vẹn có 3 căn phòng nhỏ xíu, chẳng bị được với tòa viện trưởng ở Đại học Huế. Tuy vậy mà tiện đáo để đấy tia. Buổi sáng, chúng tôi chỉ việc bước ra đường là có thể mua thức ăn điểm tâm được rồi, khỏi phải làm bếp lôi thôi. Hoặc là vài 3 đồng bạc sôi đổ, gói trong lá chuối, đem về xếp lại trong một chiếc đĩa lớn. Thêm 2 đôi đũa nữa, thế là xong. Hoặc là mấy đồng bạc khoai lang hay khoai từ mới luộc xong còn đang nóng hổi. Còn trà thì người lao công của viện sáng nào cũng cho chúng tôi một bình khá lớn. Người lao công giữ các chìa khóa của trường đại học, nên hôm nào sáng anh cũng đến thật sớm, và tối nào anh cũng về sau tất cả mọi người. Ở đây chúng tôi dậy thật sớm, chứ không phải như ở Nữ Ước đâu nhé. Bên đó thiên hạ đi ngủ thật khuya và chỉ thức dậy khi bị bắt buộc. Còn ở đây, vì chúng tôi ở sát ngay chùa, cho nên chúng tôi thức dậy với tiếng đại hồng chung buổi sáng và tiếng tụng kinh của các thầy bên chùa. Khi trời tờ mờ sáng là tôi mở cửa sổ phòng tôi. Cửa sổ trông ra phía ngoài đường. Ánh điện đường nơi ngõ hẻm chùa Pháp Hội vàng giọt và yếu đuối. Chợ chưa đông, nhưng đã có mấy hàng dọn ra rồi. Đặc biệt, dưới cột đèn và sát thành chùa là hàng của bà bán hủ tiếu. Hủ tiếu tức là một thức ăn giống như phở mà tôi đã nói cho Steve nghe một lần. Hủ tiếu giống như phở, nhưng khác phở ở chỗ nó có thêm giá tươi. Hủ tiếu có đặc tính miền Nam hơn phở, và có lẽ chịu ảnh hưởng Trung Hoa hơn phở. Cánh hủ tiếu tôi đang nói chuyện với Ti đây chắc hẳn đã được chuẩn bị từ tối hôm qua. Khuya nay vào khoảng 3 giờ sáng, bà Tư, tôi gọi tạm bà bán hủ tiếu này là bà Tư bởi tôi không biết tên bà, đã thức dậy để nấu hoặc để hâm nồi nước dùng trước khi gánh hàng tới đây. Nước dùng phải thật nóng, vì vậy bà phải đặt nó trong một cái lò than để gánh đi để giữ sức nóng.
Bà chỉ mở nắp nồi mỗi khi múc nước dùng đổ vào bát mà thôi. Ngồi phía trên nhìn xuống, tôi ngắm cách bà Tư làm hủ tiếu cho khách. Và kỳ lạ lắm, Steve, sáng nào tôi cũng ngồi ngắm bà như vậy chừng 5-7 phút, và lòng tôi thấy êm ả. Khách của bà khi thì là anh Bảy phía bên kia đường, ưa ăn hủ tiếu trước khi đi làm hơn là ăn bánh mì nhúng cà phê sữa. Có khi thì là chị bán bắp không muốn ăn điểm tâm bằng một vài trái bắp. Có khi thì là mấy em nhỏ ở trong xóm được mẹ hay chị đưa đến ăn trước khi đi học. Có khi thì là bà nội trợ đi chợ trước khi mua thức ăn bỏ vào làng may mang về, ghé lại ăn một bát hủ tiếu cho ấm bụng đã. Ở chợ hẻm Pháp Hội có nhiều hàng quà chen lẫn trong các hàng thức ăn còn sống. Các bạn hàng bán quà thường mua lẫn quà của nhau mà ăn. Không ai ăn quà của chính mình bán, bởi vì không ai thấy quà hàng mình bán là ngon cả. Steve có nghe ra không? Khách đến ngồi trên một chiếc đoàn thấp trước một cái mâm gỗ rộng chừng một thước tây mà bà Tư dựng lại bên bờ tường chùa mỗi khi bán xong gánh hàng. Cái mâm gỗ cũ quá và xấu xí quá nên có lẽ không ai thèm lấy cắp, hoặc giả bà Tư đã gửi gắm cái mâm kia cho chú Liêu, chủ tiệm thuốc bắc gần đó, nhờ chú can thiệp khi có kẻ muốn chiếm đoạt nó cũng nên. Chỉ biết là cái mâm để dựng bờ tường kia trải qua mưa nắng bốn mùa mà vẫn còn đó. Khách ngồi xuống trước cái mâm và đưa tiền cho bà Tư. Tùy theo số tiền mà bát hủ tiếu sẽ to hay nhỏ. Bà Tư bán giá rất bình dân. Một đồng bạc Việt Nam đã có thể mua một chén hủ tiếu rồi. Thứ chén con các gia đình thường dùng để ăn cơm. Có thể mua 3 hoặc 5 đồng. Có thể ăn 2-3 bát một lúc nếu thấy ngon miệng. Bà Tư đặt rau sống, giá và bánh phở vào bát bằng tay, rồi dùng giá múc nước dùng đổ vào. Tay trái bà mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên. Tay phải bà cầm cái giá. Dù chén hủ tiếu nhỏ xíu, bà cũng múc tới 2 lần, trong khi cái giá của bà khá lớn. Giá thứ nhất chỉ có thuần nước dùng mà không có một tí thịt nào. Khi múc giá thứ hai, bà lựa khéo tay thế nào để trong giá có được 1-2 miếng thịt nhỏ, một miếng chìm, một miếng nổi. Dù cái chén hủ tiếu chỉ là chén 1 đồng, bà cũng cho được một miếng thịt nhỏ xíu vào chén. Có khi 2-3 miếng thịt trôi vào giá một lần, bà liền nghiêng giá và giật tay một tí để những miếng thịt kia rơi bớt lại trong nồi. Tôi nhớ hồi còn ở tu viện, có khi nấu canh cho gần 100 vị tăng sĩ trong chùa, tôi cũng phải tính toán khi múc canh để có thể múc thế nào cho phải. Tôi phải múc cho được 50 bát canh từ trong cái nồi canh bằng đồng to tướng kia. Múc thế nào cho đủ 50 bát mà bát nào cũng có thể trông được, nghĩa là có đủ rau, đủ nấm, đủ nước. Thế nhưng kỳ nào tôi cũng chật vật, bởi vì mỗi lần lại phải nấu một thứ canh khác nhau, có khi là canh mít non, tôi nấu thứ canh này giỏi nhất, có khi là canh rau lang nấu nấm. Ở Huế, nấm mối được xem như là ngon nhất, bởi vì nấm mối ở Huế nấu canh rất ngọt. Có một lần rau lang ít quá nhưng nấm mối ngon, tôi liền nấu một nồi canh lộn chỉ có ít nấm, ít rau và 2 trái cà chua nhỏ xíu. Bữa đó canh chỉ lỏng bỏng toàn nước, cà chua cũng tan thành nước. Trong mỗi bát canh chỉ có vài cọng rau, còn nấm thì biến đâu mất hết. Không phải là tôi ăn dụng nấm đâu nghe, đó là tại vì nấm cũng ít, cho nên 5-7 bát canh mới có một bát may mắn có được một tay nấm. Thế nhưng bữa đó mọi người đều khen là canh ngọt, chắc là nhờ nấm mối rồi. Khi múc nước dùng đổ vào bát xong, bà Tư liền dốc bình nước mắm vài ba lần trên bát hủ tiếu, rồi đặt bình nước mắm xuống. Bà lấy 2 ngón tay nhón dài cánh rau thơm bày lên trên mặt hủ tiếu, rồi đặt bát hủ tiếu xuống mâm trước mặt người khách.
bà rút một đôi đũa đưa vào chiếc khăn máng từ đầu giấm, lau sơ qua rồi trao tận tay cho khách. Những bát đũa khách ăn xong, bà đem rửa trong một chậu nước mang theo, lau khô và úp vào chiếc rổ kế bên để dành cho khách hàng sẽ tới. Nắng lên chiếu vào hẻm nhỏ. Khi tôi rảnh việc buổi sáng, tôi nhìn ra chợ thì bà Tư đã dọn hàng về rồi. Gánh hủ tiếu ngày nào cũng bán hết sớm. Chỉ có một lần tôi được thấy bà dọn hàng về, đó là vào khoảng 8:30 sáng. Bà thu quét mọi thứ sạch sẽ, trả cái mâm và mấy cái đòn nhỏ và bức thành, rồi gánh gánh không đi về. Nhiều hàng khác còn ở lại cho đến 10:30 hay 11:00 mới giải tán. Tôi giả định bà Tư có một vài đứa con đi học, bà phải nuôi chúng, phải sắm giấy bút, cùng là trả tiền trường cho chúng. Đó là không kể những vấn đề riêng và đặc biệt thuộc mỗi gia đình. Gánh hủ tiếu buổi sáng không biết có đủ tiền lời để mà lo từng đó chuyện. Buổi chiều không biết bà Tư có làm lụng gì thêm không, chớ tôi biết rằng bà còn phải lo cho gánh hàng buổi sáng mai ngay từ tối hôm đó. Cái ngõ hẻm Pháp Hội một ngày kia sẽ thiếu thốn buồn tẻ nếu không có bà Tư với gánh hủ tiếu của bà, mà chắc chắn những chị hàng rau, hàng cá, hàng thịt cũng đều quan trọng như bà Tư hủ tiếu không khác. Độ sau này có chị hàng giải và anh chàng bán nồi niêu son chảo bằng nhôm tới bày ngay hàng trước cửa đại học Vạn Hạnh mà bán. Nhất là anh hàng đồi, anh bày hàng trên một khoảng đất rộng có đến 8 thước vuông. Hàng của anh phản chiếu ánh mặt trời sáng choang. Có khi anh bày thêm các hàng dài như các thứ dao lớn nhỏ cần dùng cho việc nội trợ, nhìn mà ngán. Cái xe hơi giỏ của Vạn Hạnh có khi mắc kẹt không vào cổng được, và bác Tài phải mở cửa năn nỉ anh hàng nồi thu bớt phạm vi bày hàng lại. Nói cho đáng, các bạn hàng rất tỏ vẻ hiểu biết. Mỗi khi xe hơi của trường ra vào, họ tự động thu vén để cho cái xe có đủ chỗ mà lưu thông. Trước đây nửa năm, tôi cũng có chút trách nhiệm với Vạn Hạnh. Ông tổng thư ký nói với tôi, cái chợ hẻm này là mất uy tín của đại học Vạn Hạnh quá, phải là thầy để tôi thu xếp. Tôi chỉ gọi một cú điện thoại thôi là chúng ta dẹp được chợ, bởi vì chợ họp bất hợp pháp. Rồi ta sẽ xin công chánh 5-7 xe đất đá để lắp các hố nước, làm cho lối đi vào trường có vẻ nghiêm chỉnh thêm ra. Ông ta nói với tôi vài lần như vậy, nhưng lần nào tôi cũng mỉm cười từ chối. Rồi tôi khuyên ông đừng nên làm cái chuyện thất đức và thất nhân tâm đó. Cái viện đại học của ông làm lợi cho văn hóa dân tộc đâu thì chưa thấy, mà nếu làm như thế thì đã có thể gây thất nghiệp cho gần 100 người tiểu thương và chuốc lấy sự oán ghét của cả xóm lao động. Tôi nghĩ tới bà Tư hủ tiếu, và tôi biết là chẳng bao giờ ông tổng thư ký có thể thuyết phục được tôi về sự cần thiết của cái thể diện của trường. Tôi muốn kể cho Steve nghe cái hôm chúng tôi tiếp tân các giới trí thức văn hóa tại Sài Gòn và trong các ngoại giao đoàn. Trường lúc ấy cũng còn đang thiếu thốn nhiều quá, cho nên ông tổng thư ký phải đi mượn nhiều ghế dựa bọc vải tại những tiệm mộc quen biết. Chúng tôi điều đình với các bạn hàng trước đó một hôm là sáng mai xin đừng họp chợ ngay trước cửa Pháp Hội. Sáng hôm tiếp tân, trời mưa và các ông khách quý phải rón rén từng bước từ ngoài đường vào ga qua hẻm, tránh các vũng bùn. Trong lời chào mừng, tôi có xin lỗi quan khách về những vũng nước bùn đó. Ai cũng cười hoan hỉ. Ông tổng thư ký sau đó thì thầm với tôi, thì ra thầy lắp những vũng bùn đó mà không cần những xe đất đá của bộ công chánh. Tôi nói, tôi chỉ lắp tạm mà thôi, bác phải lắp chúng thực sự chứ lại. Ông ta cười. Cái đường hẻm Pháp Hội vậy mà vui như Tết đó Steve, nhất là vào ban đêm có trăng. Phía trước vài căn nhà hai bên đường hẻm có những cây cao chừng 4-5 thước. Có bữa đi vào hẻm, tôi thấy mặt trăng thấp thoáng sau lá cây. Đây đó có một vài hàng bán quà trẻ con dưới ánh đèn đường, và một xe nước giải khát. Ở trong nhà thì nóng, thành ra hầu hết mọi gia đình
đều ra ngoài hẻm để sinh hoạt. Có nhà quét đường sạch rồi trải chiếu ra, cha mẹ con cái ngồi chơi chuyện trò với nhau. Có nhà thì nhắc ghế bàn ra kê ngay trước cửa, có nhà đem cả công ăn việc làm ra đường. Ở xóm nghèo Pháp Hội có nhiều nhà làm bong bóng cao su để bán cho trẻ con chơi. Họ mang một nồi lửa than ra đường, trải chiếu rách và ngồi làm việc. Những chiếc bóng cao su đủ màu mới mua sỉ của hãng, cần phải làm lại mới bán được. Họ hơi cao su trên than hồng cho mềm, kéo dài chiếc bong bóng ra rồi thổi vào cho da bong bóng phồng lên mỏng đi. Như thế bong bóng mới đem bán cho trẻ con chơi được. Người lớn ngồi nói chuyện, còn trẻ con thì chạy chơi nô đùa. Thật là vui như ngày hội. Cái ngõ hẻm Pháp Hội này, phía sau cái không khí hòa bình ấy là sự sống càng lúc càng khó khăn đắt đỏ, những vấn đề dằn vặt con người, và nhất là ảnh hưởng của tai họa chiến tranh mà ít gia đình nào tránh khỏi. Ở những xóm nghèo như thế này, dân cư rất đông đảo, trẻ con đầy đường đầy ngõ, chúng nó phần đông đều xanh xao. Nhưng không biết tại sao độ này trông đẹp ra, kể cả những đứa thuộc về các gia đình nghèo nhất. Tuy không có cái đẹp hồng hào mũm mĩm của trẻ con đủ ăn đủ mặc, nhưng mà chúng vẫn đẹp trong cái xanh xao của chúng. Có lẽ trẻ con bao giờ cũng đẹp, hoặc giả vì tôi chỉ mới để ý đến chúng trong thời gian gần đây, cho nên tôi mới thấy chúng đẹp như thế, tuy nhỉ.